Chương 19. Giải thích tướng của đàn Ba La Mật. Hỏi: sao gọi là đàn? Đáp: đàn gọi là bố thí. Tâm tương ứng với tư tâm sở thiện ấy gọi là đàn. Có người nói tư tâm sở thiện khởi lên thân nghiệp, khẩu nghiệp ấy gọi là đàn. Có người nói có lòng tin, có phước điền, có tài Phật. Khi cả ba sự hòa hợp, tâm sanh pháp xà, có thể phá hoại san tham ấy gọi là đàn. Thí như pháp từ quán thế chúng sanh không vui mà tâm sanh thương, tâm sở pháp bố thí cũng như vậy, ba sự hòa hợp, tâm sanh pháp xà, có thể phá hoại san tham. Đàn có ba thứ theo hệ thuộc, hoặc hệ thuộc theo dục giới, hoặc hệ thuộc theo sắc giới, hoặc không hệ thuộc. Thánh nhân là bố thí là không hệ thuộc, là pháp tương ứng với tâm, theo tâm hành động cùng với tâm sanh, chẳng phải là sắc pháp. Có thể làm duyên, chẳng phải nghiệp, nhưng tương ứng với nghiệp, theo nghiệp hành động cùng với nghiệp sanh, chẳng phải là nghiệp báo đời trước sanh. Hai lối tu nên tu là hành tu và đắc tu. Hai lối chứng là thân chứng và tuệ chứng, hoặc tư duy đoạn, hoặc chẳng đoạn, hai kiến đoạn, dục giới, sắc giới, tận đoạn, là pháp có giác, có quán, phàm phu và thánh nhân cùng tu hành. Các nghĩa như vậy, vân vân, có phân biệt nói rộng ở trong A Tỳ Đàm. Lại nữa, thí có hai thứ, có thanh tịnh và không thanh tịnh. Thí không thanh tịnh là hạng ngu si thí mà không hiểu gì, hoặc có khi vì cầu tài nên thí, hoặc vì sợ hiểm trách nên thí, hoặc vì muốn cầu ý người nên thí, hoặc sợ chết nên thí, hoặc dối người để cho họ mừng nên thí, hoặc tự cho giàu sang nên phải thí, hoặc tranh hơn nên thí, hoặc ganh ghét sân si nên thí, hoặc kiêu mạn tự cao nên thí, hoặc vì danh dự nên thí, hoặc vì chú nguyện nên thí, hoặc giải trừ suy hoại cầu tốt lành nên thí, hoặc vì quy tụ đông người nên thí, hoặc khinh hèn không cung kính nên thí. Các thứ thí như vậy, vân vân, gọi là thí không thanh tịnh. Thí thanh tịnh là trái ngược lại với trên, gọi là thí thanh tịnh. Lại nữa, vì đạo nên thí, tâm sanh thanh tịnh, không các kiết sử, không cầu quả báo đời này đời sau, cung kính thương xót ấy gọi là thí thanh tịnh. Thí thanh tịnh là tư lương đưa đến đạo niết bàn. Thế cho nên nói, vì đạo nên thí, nếu chưa được niết bàn, sự thí ấy là các nhân của lạc bảo ở cõi trời cõi người, như hoa anh lạc mới thành chưa hoại, hương thơm tinh khiết tươi đẹp, vì niết bàn mà tịnh thí, được hưởng quả báo cũng như vậy. Như Phật nói, đời có hạng người khó được, một là trong hàng xuất gia vị tỳ kheo được phi thời giải thoát, hai là trong hàng tại gia kẻ bạch y hay bố thí thanh tịnh. Tướng bố thí thanh tịnh ấy cho đến vô lượng đời, đời đời không mất, ví như bằng khoán không khi nào mất. Quả của sự bố thí ấy khi nhân duyên hòa hợp bèn có, cũng như cây gặp được thời tiết liền có hoa lá quả trái. Nếu thời tiết chưa đến, tuy có nhân mà không có quả. Pháp bố thí ấy nếu để cầu đạo, có thể đưa đến nhân đạo. Vì sao? Vì kiết sử diệt hết mới gọi là niết bàn. Đương khi bố thí, các kiết sử được mỏng bớt thì có thể giúp cho niết bàn. Đối với vật bố thí không tiếp, cho nên trừ keo kiệt. Kính niệm người thọ nhận, cho nên trừ tật đố. Trực tâm bố thí, cho nên trừ định hót quanh co. Nhất tâm bố thí, cho nên trừ dao động. Suy nghĩ sâu bố thí, cho nên trừ hối hận. Quán công đức của người thọ nhận, cho nên trừ tâm ái. Thương yêu người thọ nhận, cho nên trừ sân. Cung kính người thọ nhận, cho nên trừ kiêu mạn. Biết hành thiện pháp, cho nên trừ vô minh. Tin có quả báo, cho nên trừ tà kiến. Biết quyết chắc có quả báo, cho nên trừ nghi. Các thứ phiền não bất thiện như vậy, khi bố thí đều bị mỏng đi, mà các thứ thiện pháp đều có được. Khi bố thí sáu căn thanh tịnh, tâm thiện dục phát sanh, nên trong tâm thanh tịnh quán công đức quả báo, nên tín tâm phát sanh. Thân tâm nhu huyến, cho nên hỷ lạc phát sanh. Hỷ lạc phát sanh nên được nhất tâm. Được nhất tâm nên trí tuệ chân thật phát sanh. Các thiện pháp như vậy thảy đều có được. Lại nữa, khi bố thí trong tâm phát sanh tám chánh đạo tương tự. Tin quả báo bố thí nên có được chánh kiến. Trong chánh kiến suy nghĩ không tán loạn nên được chánh tư duy. Thanh tịnh nói năng nên được chánh ngữ. Thanh tịnh thân hành nên được chánh nghiệp. Không cầu quả báo nên được chánh mạng. Tâm siêng bố thí nên được chánh phương tiện, tinh tấn. Niệm tưởng bố thí không bỏ nên được chánh niệm. Tâm trụ một nơi không tán loạn nên được chánh định. Như vậy, 37 phẩm thiện pháp tương tự phát sanh trong tâm. Lại nữa,
Có người bố thí, ấy là nhân duyên của 32 tướng. Vì cớ sao? Khi bố thí giữ tâm kiên cố, nên được tướng dưới bàn chân bằng phẳng đứng vững. Khi bố thí có năm sự vây quanh người thọ nhận, là nghiệp nhân duyên về quyến thuộc, nên được tướng bánh xe dưới bàn chân. Do sức đại dũng mãnh bố thí, nên được tướng gót chân rộng phẳng. Bố thí nhiếp phục người, nên được tướng mạng lưới giữa các ngón tay chân. Bố thí thức ăn uống ngon lành, nên được tướng tay chân mềm mại, bảy chỗ nơi thân đầy đặn. Bố thí để lợi ích mạng sống, nên được tướng ngón tay dài, thân không cong, to lớn, ngay thẳng. Khi bố thí nói rằng ta sẽ đem cho, tâm bố thí tan dần, nên được tướng mu bàn chân cao, lông xoay lên trên. Khi bố thí người thọ nhận mong cầu, thì một lòng vui cho, ân cần hứa hẹn để chắc chắn mau được, nên được tướng bắp đùi như nai inezien. Không khinh không giận người đến xin, nên được tướng cánh tay dài quá gối, theo ý người xin mà thí, không đợi nói ra, nên được tướng mã âm tàng. Bố thí y phục, đồ nằm tốt, vàng bạc, chân bảo, nên được tướng thân kim sắc, tướng da mỏng. Khi bố thí thích hợp với ý của người trước mặt, khởi lên nghiệp nhân duyên của sự tự tại, nên được tướng mỗi lỗ chân lông mọc một sợi lông, tướng lông trắng ở giữa hai chân mày. Người xin cần gì, liền nói sẽ cho, do nghiệp ấy nên được tướng thân trên tròn trịa như vai sư tử. Gặp người bệnh thì cho thuốc, gặp người đói khát thì cho ăn uống. Khởi lên nghiệp nhân duyên ít bệnh ấy, nên được tướng dưới hai nách đầy đặn, tướng chất vị tối thượng trong miệng. Khi bố thí cũng khuyên người bố thí mà an ủi chỉ vẻ, còn được bố thí cho họ, nên được tướng nhục kế, tướng thân tròn trịa như Nicolo. Có người đến xin, khi có ý muốn cho, êm ái nói thật, quyết chóc, cho không dối, nên được tướng lưỡi rộng dài, tướng âm thanh tịnh, tướng âm thanh như chim, như tiếng chim ca lăng tận già. Khi bố thí nói như thật, nói có lợi ích, nên được tướng hai má như sư tử. Khi bố thí cúng dường người thọ nhận, tâm thanh tịnh, nên được tướng răng trắng đều nhau. Khi bố thí nói thật, nói lời hòa hợp, nên được tướng răng khít vào nhau 42 cái răng. Khi bố thí không giận, tâm không đắm trước, tâm bình đẳng đối với người kia, nên cảm được tướng con mắt trong xanh, tướng mí mắt như mắt châu chúa, ấy là gieo trồng nhân duyên về 32 tướng. Lại nữa, lấy bảy báu nhân dân xe cộ, vàng bạc, đèn đuốc, phòng xá, hương hoa mà bố thí nên được làm chuyển đốt thánh vương bảy báu đầy đủ. Lại nữa, bố thí đúng thời nên quả báo cũng tăng thêm nhiều. Như Phật dạy, bố thí cho người đi xa, cho người từ xa đến, cho người bệnh, cho người nuôi bệnh. Bố thí khi gặp nạn gió rét, ấy là bố thí đúng thời. Lại nữa, khi bố thí tùy theo sự cần thiết theo địa phương mà thí, nên được quả báo tăng nhiều. Lại nữa, ở giữa đường trống mà thí, được phước tăng nhiều. Thường bố thí không bỏ, thì được quả báo tăng nhiều. Theo chỗ ưa muốn của người xin mà thí, thì được phước tăng nhiều. Bố thí vật nặng, thì được phước tăng nhiều. Như thí tinh xá, vườn rừng, ao tắm, vân vân. Nếu thí cho người làng, thì được quả báo thêm nhiều. Nếu thí cho tăng, thì được quả báo thêm nhiều. Nếu người cho và người nhận đều có đức thì quả báo thêm nhiều. Đủ thứ nghênh đón cung kính người thọ nhận thì được quả báo thêm nhiều. Thí vật khó kiếm được thì được phước thêm nhiều. Tùy vật có được đều có thể thí hết thì được phước thêm nhiều. Ví như ở trong thành Phất Ca La, ở nước Đại Nhục Chi, có một thợ vẽ tên là Thiện Na, đi đến nước Đa Lợi Đà Na ở phương Đông, làm khách vẽ suốt 12 năm, được 32 lượng vàng đem về nước cũ. Ngang qua thành Phất Ca La, nghe có tiếng trống mở đại hội, đi đến trông thấy tăng chúng, liền sanh lòng tin thanh tịnh, hỏi thầy Duy Na rằng: trong chúng này cần bao nhiêu vật thì đủ một ngày ăn? Thầy Duy Na đáp: 30 lượng vàng thì đủ một ngày ăn. Người thợ vẽ liền lấy 30 lượng vàng có được giao thầy Duy Na và nói: giúp tôi làm một ngày ăn, sáng mai tôi sẽ đi về nhà. Người thợ vẽ với hai tay không mà trở về nhà, vợ anh ta hỏi 12 năm làm nên được thứ gì? Đáp: được 30 lượng vàng. Người vợ liền hỏi: 30 lượng vàng nay đâu rồi? Đáp: đã gieo trong ruộng phước. Vợ hỏi: ruộng phước gì? Đáp: thí cho chúng ta. Người vợ liền trói chồng đem đến cho quan trị tội. Đại quan sử đoán hỏi cớ sự, người vợ đáp: chồng tôi si cuồng, suốt 12 năm làm được 30 lượng vàng, không thương xót vợ con mà lại đem hết, đem cho hết cho người khác. Y như luật quan bèn trói đưa đến. Đại quan hỏi người chồng:
Người sao không cung cấp vợ con mà lại đem cho người khác? Đáp: đời trước tôi không làm công đức nên đời này nghèo, chịu đủ cay đắng. Đời này gặp dụng phước, nếu không gieo phước thì đời sau còn nghèo nữa, cứ nghèo tiếp, nghèo mãi, không biết ngày nào thoát khỏi. Tôi nay muốn dứt ngay sự nghèo cùng, cho nên đem hết vàng mà thí cho tăng chúng. Đại Quan là một vị yêu Bà Tát có lòng tin Phật thanh tịnh, nghe lời ấy xong khen rằng, ấy là rất khó, siêng năng khó nhọc, mới có được một ít vật ấy mà đem thí cho hết chúng tăng, ngươi thật là người thiện. Liền cởi chuỗi anh lạc trên thân và xe ngựa với một thôn đem cho người nghèo ấy mà nói rằng, người mới thí chúng tăng chưa ăn, ấy là hạt lúa chưa gieo mà mầm đã mọc, quả báo lớn đương ở kế sau vậy. Do vậy nên nói thí hết vật khó kiếm được thì phước rất nhiều,